Xin chào mọi người, mình là được tư vấn với hàng của Miss Sushi Long An. Hôm nay được có cái clip chia sẻ về cách sử dụng phanh tay điện tử và auto hold giữ phanh tự động. Nó sẽ hoạt động ra sao, giúp ích cho bác tài khi lái xe chúng ta được an toàn và rất là hữu ích cho gia đình, nhà nhà ai ai cũng tin tưởng vào các tính năng của xe Mitsubishi. Rồi ok mọi người. Hôm nay được có một clip là chỉ cái cách sử dụng phanh tay điện tử và giữ phanh tự động cho mọi người auto hold nha mọi người. Điều kiện thế nào chúng ta sử dụng được chế độ auto và nó được an toàn và nó hữu ích cho chúng ta lái xe nha. Xin mời mọi người. Trước tiên, cái điều kiện cần trước của bác tài là vào xe là ta thiết bị an toàn. Là cái này là điều kiện cần thiết nhất nha mọi người. Rồi, điều kiện cần thiết khi chúng ta lên, chúng ta muốn di chuyển là chúng ta thường chúng ta về D. Lúc trước có phanh tay cơ á, là ta phải hạ, còn phanh tay điện tử ở đây là đèn đỏ là đang kéo nè. Nếu bình thường chúng ta về D, sau chúng ta nhấn một cái là xe thể di chuyển đó. Rồi còn về D mà phanh tay chưa hạ mà mình không nhấn, vậy làm sao di chuyển? Chỉ cần mình nhóm ga nhẹ là tự động đi đó, với điều kiện là ta phải thắt beo an toàn nha. Rồi cái thứ hai là khi chúng ta đang đê đây, cái giữ phanh tự động là khi ta dừng đèn xanh đèn đỏ, để thế nào là giữ phanh khi ta buông chân phanh ra xe không bị trôi. Kích hoạt đây, auto hold là kích hoạt lên này, giữ phanh tự động đây, nhìn màn hình mọi người sẽ thấy đây đây đó. Rồi được buông ra đây, được buông chân phanh luôn nha, đó là đang giữ phanh, buông chân phanh. Rồi khi chúng ta muốn di chuyển thì chỉ cần nhóm ga đó là di chuyển. Đặc biệt hai tính năng này thường là đi chung, phanh tay điện tử kết hợp auto hold, đó là khi chúng ta vào xe thắt dây an toàn xong ta về số D, xong phanh tay chúng ta tự động hạ. Nhưng mà trước tiên mình phải kiểm tra phanh tay đã có chế độ auto chưa nha. Bình thường đây đang kéo, mình kiểm tra đây, mình kéo lên khoảng 5 giây xem nhé. Đây là chế độ phanh tay điện tử đang tắt nha mọi người, là khi ta vào chúng ta đệm chân ga nó sẽ không di chuyển được nha. Chúng ta sẽ kích hoạt nó lên, là chúng ta sẽ ghi lên nè đó, chúng ta thấy on auto nè đó, vậy là mới là bật cái tính năng là phanh tay điện tử tự động lên nha. Rồi khi chúng ta muốn kích hoạt hết cả hai là auto hold, đây chúng ta đã kích hoạt nha mọi người, đó là khi chúng ta di chuyển mà trên đường đèn xanh đèn đỏ thì hai tính năng này nó đều bật hết. Khi chúng ta giúp cho chúng ta là đi đường xa mà gặp ngay đèn xanh đỏ chúng ta khỏi cần đập phanh, nó giúp cho chúng ta từ 5 tới 10 giây, cho nên là sử dụng rất là thoải mái, đi rất là nhẹ nhàng. Rồi ok, clip này thì được chỉ đơn giản cái cách sử dụng phanh tay điện tử và auto hold giúp cho chúng ta bắt tài đi đường xa nó thật là thoải mái. Thì mọi chi tiết thì mọi người cứ liên hệ về cho được Mitsubishi Long An, số điện thoại 0832 208 208. Được xin chân thành cảm ơn.